Khi Tobot gặp đúng thủ lĩnh thật sự, sẽ có một mối liên kết và... Chúng tôi không cảm thấy được, chứ tôi thì có trả lời là không. Cú đập! Chết không à! Ồ, thật ra thì tôi đang bị chóng mặt đây nè. Hả? Tobot biến thành! Hơi nhân chiến bên Tobot cư, dân vẫn đang chờ bạn hơi nhân chiến bên Tobot đây! Hơi đây! Chúng ta bên nhau, chẳng có gì khiến ta sợ hãi. Ta sẽ chứng minh rằng lòng can đảm tồn tại mãi mãi. Hey! Chẳng biết tương lai sẽ dẫn ta đến những thử thách gì. Phải chăng là một cuộc phiêu lưu hoàn toàn mới sẽ đón chờ chúng ta? Ta cũng chẳng phải cần trốn tránh bất cứ điều gì. Hey now! Sẽ có ánh sáng đêm dần lối để ta giành những chiến thắng trước những kẻ sâu xa. Đứng lên, Tobot! Dẫu có khó khăn thì ta sẽ vượt qua. Tobot! Dẫu biết sẽ chẳng dễ dàng, dù có hoàn nạn vẫn sẽ không màng. Sẽ luôn luôn bước đến bên tôi mỗi khi tôi cần đến. Tobot! Và mỗi khi thấy lạc lòng và sẽ luôn luôn ở bên cạnh. Ui à, nhưng chiến bên Tobot cư, dân vẫn đang chờ bạn hơi. Nhưng chiến bên Tobot đây, thôi, đây. Bộ ba đội cứu hộ Tobot hợp nhất. Có vẻ như có người đã sẵn sàng cho vòng 2 rồi ha. Chúng ta cần phải tấn công hắn mạnh hơn nữa các anh. Đợi một chút, Tobot có thể kết hợp với nhau phải không? Hình như là có thể. Hắn tới rồi. X, cú đấm năng lượng. Cú đấm năng lượng. Cuộc tấn công thất bại, tôi phải tránh xa cái sẹn đó. Z, cú đá giận. Phải, rất đáng sợ. Có vẻ như việc sửa chữa đã có hiệu quả rồi. Đúng vậy, tôi đã phải thay thế rất nhiều bộ phận nên về cơ bản nó gần như là mới đó. Đang đã chuẩn bị sẵn sàng theo lệnh của cô rồi. Hãy cố gắng tấn công loại tâm trí của chúng nha. Được thôi. Hạ miệng nha, Tobot. Tấn công. Người có thích cú đá vừa rồi không? Không, cái cần cậu có vẻ hơi lắc lư kìa. Nó sắp có được chiếc xe tải đó. Đưa lại đi, đánh ra máu. Chúng tôi không thể, không còn nơi nào đi nữa. Chúng tôi bị chặn ở đây rồi. Zed, lưới laser. Lưới laser. Được rồi, việc này có thể giúp chúng ta có thêm thời gian. Hoặc nó có thể xuống bất cứ lúc nào. 50 Tôi không hề thích như vậy. Cố lên nào. Cho chúng tôi tham gia với. Đội cứu hộ Tobot, hãy lấy giấy phép tạm thời của các cậu đi. Yêu cầu kết hợp bộ ba. Hợp nhất bộ ba cứu hộ có phải không? Các cậu chắc chắn chứ? Cứ ra lệnh đi. Được rồi. Tobot FBL, bộ ba cứu hộ Tobot hợp nhất. Bộ ba cứu hộ Tobot luôn sẵn sàng phục vụ. Đã tới lúc thể hiện danh tiếng của chúng ta rồi. Hành động thế nào? Chúng có thể hợp nhất. Ah.
tôi không biết phải cảm ơn các cậu thế nào đây. Không cần phải cảm ơn, chúng tôi chỉ làm công việc của mình thôi. Chúng tôi được thiết kế để bảo vệ con người thoát khỏi nguy hiểm. Chúng tôi sẽ không dừng lại cho tới khi công lý được thực hiện. Mấy xíu là tiêu rồi. Bình tĩnh nào, đáng lẽ ông là một kẻ xấu chứ không phải kẻ yếu ớt như vậy. Đừng tránh ra, ta cảnh cáo ngươi. Hắn ta quá mạnh. Đồ lừa gạt, cô đã nói có thể xử lý được bọn chúng. Thay vào đó, đống sắt này đã bị đánh bại hoàn toàn. Trước kia tôi đâu có biết chúng thật sự có thể kết hợp lại với nhau. Vậy tôi phải đứng chính nha. Đã nói Leobot mới là lựa chọn tốt nhất. Ồ, cô đang định bán thêm đồ cho tôi chứ gì? Được rồi, tôi đã mua quá đủ rồi. Sao? Hãy nhớ kỹ điều này đấy. Tôi đỡ được rồi. Hoặc không. Wow. Tốt quá rồi. Đây mới đúng là sự kết hợp nè. Giành chiến thắng đi. Bộ ba cứu hộ Tobot. Mối nguy hiểm đã được giải quyết. Giờ thì chúng ta sẽ giành công bằng với tên chỉ huy này. Hả? Canh, coi chừng móng vuốt. Lại nữa rồi. Dừng lại ngay đi. Coi chừng, tên đó đang bỏ trốn kìa. Tôi không nghĩ như vậy đâu. Chiến dịch kéo co đang diễn ra mà. Đang giỡn chơi sao? Nếu cô đã mang đồ dự phòng thì phải sử dụng ngay để đánh bại bọn chúng đi chứ. Chờ chút. Sao lúc này phải rút lui chứ? Dừng lại đi. Cái này không tốt cho môi trường nha. Và chúng ta đã mất dấu bọn chúng. Hay lắm, nếu cô hỏi tôi thì chúng ta nên ở lại. Với những móng vuốt như vậy chúng ta có thể đánh bại bọn chúng. Ông có thể thích đánh kiểu nào cũng được, với mức giá phải chăng. Còn những robot khó nhận như vậy, ông sẽ không keo kiệt đâu ha. Ông cũng thừa hiểu, tiền nào của nấy mà. Ba không hiểu đâu, cái đó nó to kinh khủng luôn. Riêng cái móng vuốt của nó đã to bằng y luôn rồi. Chúng ta luôn trong tình trạng báo động thì tốt hơn. Đội cứu hộ Tobot đã xuất hiện đúng lúc nhưng chúng ta đã mất cảnh giác. Dạ phải, ngoại trừ con. Lúc đầu con đã do dự, con đã kích hoạt việc hợp nhất của họ. Không phải là con khoe khoang đâu á nha. Nè, sao cậu lại thở dài vậy hả? Cậu thừa biết, lúc đó tôi không còn lựa chọn nào khác mà. Đương nhiên là cậu làm vậy rồi. Cậu có thể hợp nhất chúng tôi mà, giống như ngày xưa đó. Nhưng mà cậu không thể cưỡng lại được những Tobot mới này. Tôi chỉ đang ứng biến thôi mà. Nghe nè, dù sao giấy phép tạm thời của tôi cũng hết hạn rồi. Bình tĩnh lại đi ha. Vậy cậu còn giữ chúng để làm gì chứ? Cậu là kẻ nói dối cực kỳ tệ đó. Tôi đâu có nói dối, chúng chỉ là đồ lưu niệm thôi mà. Phải rồi, cậu có nghĩ cậu đang phải ứng thái quá không? Đừng quá coi trọng chuyện này. Con nghĩ Tobot cần phải có mối liên hệ đặc biệt với thủ lĩnh thì mới có thể hợp nhất được. Thật ra thì Cody đã làm thế nào để khiến họ có thể hợp nhất ngay từ lần đầu khi họ không biết gì về máy? Đúng vậy. Ước gì ba có thể gặp người đã thiết kế họ để hỏi xem. Tuy nhiên, có vẻ như đội cứu hộ vẫn chưa muốn tiết lộ danh tính người đã tạo ra họ. Còn đây rồi. Việc tìm kiếm thủ lĩnh Tobot như thế nào rồi? Tệ lắm, vẫn không có người nào. Họ từ chối một huấn luyện viên Taekwondo, một tinh tặc mũ trắng, thậm chí là cảnh sát trưởng Daedo. Xin lỗi Yahan, họ không phù hợp với công việc này. Tìm một thủ lĩnh Tobot giỏi sao mà khó quá vậy trời. Với tốc độ này á, chúng ta nên tự học điều khiển sẽ tốt cách hơn. Cách cậu có thể vượt qua chính mình và chấp nhận không có ai là hoàn hảo. Được rồi, ta đã phỏng vấn tất cả những người mà tôi biết. Đã tới lúc tổ chức một buổi phỏng vấn trực tuyến đi ha. Ý tưởng hay. Đừng làm như vậy chắc mà. Chắc chắn sẽ phản tác dụng đó. Vậy thì em phải làm gì đây? Việc tìm thủ lĩnh Tobot sẽ mất thời gian, nên chúng ta có thể huấn luyện họ trong lúc chờ đợi.
Ba nói đúng, đây không phải lần đầu tiên con robot có thể dùng sức mạnh móng vuốt, và cũng không phải lần cuối cùng. Chúng ta nên học cách điều khiển bộ ba cứu hộ Tobot để sẵn sàng bất cứ lúc nào. Ryan, đợi đã, không phải cậu có ý là... Tôi nghĩ anh ấy muốn kích hoạt hợp nhất. Anh thừa nhận đi, anh thấy tò mò rồi nha. Hai cậu có thể là anh em sinh đôi, nhưng Corey Ryan sẽ tuy không nhiên, như vậy đâu. Em ấy cũng không sai. Tôi nghĩ mình có một lý thuyết cần phải kiểm chứng. Tại sao giáo sư tin rằng những cuộc tấn công này vẫn tiếp diễn? Tất cả các cửa hàng nói trên đều cung cấp một số hình thức dịch tuy vụ tự động. Tuy rằng nói thì nói như vậy, nhưng mà tôi vẫn không đủ khả năng để có thể mua Leobot. Cô cũng biết rồi, tôi đâu có làm ra tiền. Tôi chắc chắn ông sẽ tìm ra giải pháp. Vậy thì không ký hợp đồng nữa. Dù sao thì cũng phải cảm ơn mấy cô. Với tất cả những gì cô đã làm cho tôi nghĩ mọi người bắt đầu hiểu được thông điệp rồi. Cô thấy không, trên bản tin họ cũng nói như vậy. Nếu tôi có quán cà phê, tôi cũng sẽ cân nhắc việc tự động quá. Còn cô thì sao? Tôi rất vui khi được trải nghiệm, nhưng mà đã xong việc rồi. Đây, có chút quà gửi cho cô. Thẻ quà tặng tại Daedo Bistro ở phố Main. Cà phê thật sự rất ngon đó. Tôi vừa nhận ra họ cũng là đối thủ của cô. Nhưng mà không cần phải quá căng thẳng. Hãy tự thưởng cho bản thân đi. Cảm ơn ông cha. Anh được rồi, tạm biệt những người bạn của tôi. Tạm biệt. Thùa thảm hại, kế hoạch dự phòng của chúng ta phải được chuẩn bị sẵn sàng. Eugene đã chuẩn bị xong, vẫn đang hoàn thiện phần đồ quà. Làm nhanh hơn đi, chúng ta cần cái này từ hôm qua rồi. Cái đồ thảm hại, người thật xấu xa. Không, giọng điệu của hắn đáng ghét hơn. Đúng vậy, ông chỉ là một ông già chìm đắm trong quá khứ thôi. Đợi đã, người già hay là người cao tuổi đây? Đang thử nghiệm, đây là... Tôi muốn nói như vậy, tôi đã nghe thấy. Được rồi, tôi nghĩ mọi người đều đã khởi động rồi. Ghi âm thôi. Tobot M biến thành Tobot B biến thành Tobot L biến thành. Tuyệt vời, anh ấy cũng làm được kìa. Có lẽ bất kỳ ai cũng có thể làm được. Đúng vậy, cho nên chúng ta mới cần phải tìm hiểu. Tobot M biến L, bộ ba đội cứu hộ Tobot hợp nhất. Có những cách tạo được thiết kế để bất kỳ ai cũng có thể sử dụng. Ta đây này, Tobot. Nếu những người này đều có thể biến thành các cậu thì mọi chuyện đều ổn, có đúng không?